Julia xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Và thưa quý vị, bản tin của chúng tôi sẽ cập nhật mỗi ngày tin tức Canada cũng như trên thế giới. Mong là quý vị hãy tiếp tục ủng hộ kênh tin tức bằng cách là bấm like, chia sẻ cũng như là bình luận góp ý cho bản tin ngày càng tốt hơn. Julia xin chân thành cảm ơn và quay trở lại với bản tin ngày hôm nay thưa quý vị, những thông tin mới nhất sau khi mà được tăng lãi suất lần thứ ba của Ngân hàng Trung ương Canada, thì người Canada cũng như là những cái khoản nợ tín dụng cao kỷ lục, lạm phát thì vẫn không thể hạ nhiệt. Một cuộc khảo sát mới cho thấy người Canada đang phải dựa dẫm nhiều hơn vào thẻ tín dụng trong bối cảnh mà lạm phát gia dẫn và lãi suất đã tăng. Cuộc khảo sát tiêu dùng của Equifax Canada được công bố vào thứ Ba cho thấy số dư thẻ tín dụng trung bình mà người Canada nắm giữ ở mức cao kỷ lục là 2.121 gia kim vào cuối tháng 9. Equifax cho biết khoản nợ không thế chấp trung bình là 21.188 gia kim, quay trở lại mức chưa từng thấy kể từ quý đầu tiên của năm 2020 và người Canada đang cảm thấy kém an toàn hơn về chuyển vọng tài chính của mình so với những năm ngoái và hơn một nửa lo lắng về việc có thể thanh toán các hóa đơn thông thường như là tiền thuê nhà, tiền điện hoặc là tiền bảo hiểm, đặc biệt là những người lớn từ 65 tuổi trở lên. Hơn một nửa số người Canada được khảo sát cho biết họ cũng rất lo lắng về mức nợ cá nhân của mình. Câu chuyện điển hình của Julia, với Equifax đã cho biết mức cao nhất của số dư thẻ tín dụng trung bình trước đó là trong quý 4 năm 2019, tức là 2.118 gia kim. Và cô cho biết nợ thẻ tín dụng trung bình đã giảm trong thời kỳ đại dịch, nhưng việc sử dụng thẻ tín dụng hiện đã tăng trong 6 quý liên tiếp và việc sử dụng thẻ tín dụng đang đạt một mức cao nhất trong lịch sử Canada. Cô nói thêm rằng, việc sử dụng thẻ tín dụng tăng lên sẽ là một cơn dốc trơn trượt đối với một số người vì nợ có thể khó trả hơn trong môi trường kinh tế như hiện nay. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ đang tìm kiếm các giao dịch tại các cửa hàng tạp hóa nhiều hơn năm ngoái hoặc là cắt giảm hoàn toàn việc mua sắm hàng tạp hóa. Tỉnh bang BC công bố mô hình thanh toán mới cho các bác sĩ gia đình. Chính phủ BC đã công bố một mô hình thanh toán mới cho bác sĩ gia đình mà các quan chức hy vọng sẽ giúp giải quyết một số khó khăn trong việc thu hút và giữ chân bác sĩ ở trong tỉnh. Bộ trưởng Bộ Y tế là Andran Dix cho biết, mô hình mới sẽ được giới thiệu như một giải pháp thay thế tùy chọn cho các bác sĩ gia đình. Những người hiện được trả lương phần lớn dựa trên số lượng dịch vụ được cung cấp và bắt đầu có hiệu lực vào tháng 2. Và giải pháp thay thế sẽ rời khỏi hệ thống tính phí theo dịch vụ và các bác sĩ sẽ được trả tiền dựa trên thời gian họ dành cho bệnh nhân số lần khám bệnh số bệnh nhân đang thực hiện và mức độ phức tạp y tế của các bệnh nhân đó đây là những thông tin được các quan chức cho biết và nó sẽ cung cấp cho các bác sĩ gia đình một lựa chọn thanh toán công bằng hơn một lựa chọn công nhận tốt hơn giá trị của họ trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu và điều quan trọng là nó cũng sẽ giúp duy trì được quyền tự chủ kinh doanh của mình và giúp họ linh hoạt hơn để tạo ra loại hình thực hành phù hợp với họ và quan trọng nhất là cho bệnh nhân. Một bác sĩ toàn thời gian sẽ nhận được khoảng 385.000 gia kim mỗi năm theo mô hình mới, tức là sẽ tăng từ 250.000 gia kim theo mức hiện tại của tỉnh bang và mô hình thanh toán mới được phát triển với sự hợp tác của Doctors of PC và đang được chuyển giao thông qua một thỏa thuận tổng thể về bác sĩ dự kiến sẽ kéo dài trong 3 năm, đi kèm với tổng chi phí gia tăng là 708 triệu gia kim vào cuối năm thứ ba. Thỏa thuận tổng thể đó phải được các bác sĩ phê chuẩn trước khi mà nó có hiệu lực. Ngoài việc tăng lương, thì chính phủ cho biết thỏa thuận cũng sẽ bao gồm sự chênh lệch về thu nhập, và phí bảo hiểm hàng giờ mới cho các dịch vụ ngoài giờ, người ta ước tính rằng có tới 1 triệu người dân ở British Columbia không được tiếp cận với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, với hơn 1 triệu người đang phải chờ chăm sóc chuyên khoa và các bác sĩ cho rằng sự thiếu hụt phần lớn là do mô hình thanh toán phí theo dịch vụ mà họ đã chỉ trích là lỗi thời. Các bác sĩ ở BC cũng cần phải tìm và thuê không gian riêng cho mình, thuê nhân viên và nguồn thiết bị riêng nghĩa là họ sẽ phải dành hàng giờ để điều hành công việc kinh doanh thay vì hành nghề đối với bệnh nhân mô hình này có thể có nghĩa là ít thời gian hơn với các bác sĩ và ít cuộc hẹn hơn vì nó giới hạn thời gian mà các bác sĩ của họ có sẵn để có thể thăm khám và khuyến khích việc tìm thấy lượng bệnh nhân cao hơn là cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện Ngoài hàng trăm nghìn người không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phù hợp thì cuộc khủng hoảng đã dẫn đến áp lực gia tăng đối với các trung tâm 911, xe cứu thương và bệnh nhân vốn đang gặp khó khăn và thiếu nhân sự. Vào tháng 8 vừa qua, thì Bộ đã công bố 118 triệu gia kim để tài trợ tạm thời cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, với các bác sĩ đủ điều kiện nhận trung bình là 25.000 gia kim mỗi người để có thể duy trì hoạt động của họ, trong khi mà mô hình thanh toán mới đang được thương lượng. Công quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada 514 996 6679 Và thưa quý vị, trong bối cảnh mà kinh tế đang khó khăn hiện nay, thì Odawa tiết lộ kế hoạch chào đón 500.000 người nhập cư vào năm 2025. Chính phủ tự do liên bang đã công bố một kế hoạch về sự gia tăng một số lượng lớn người nhập cư vào Canada, với mục tiêu là chào đón tới 500.000 người đến mỗi năm và đến năm 2025 sẽ đạt được con số này khi họ tìm cách giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trên khắp đất nước. Và mặc dù kế hoạch này được các nhóm ngành hoan nghênh, nhưng vẫn có những câu hỏi về việc liệu nó có đi đủ xa hay không và liệu nó có thể thực hiện được hay không. Với một lượng lớn đơn đăng ký tại Bộ Nhập cư Người Tị Nạn và Quốc tịch Canada, Bộ trưởng Di trú là Francer đã cho biết, tiết lộ kế hoạch mới vào đầu tuần và họ đặt trọng tâm vào việc thu nhận nhiều thương chú nhân hơn với các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc cần thiết, bên cạnh các mục tiêu khiêm tốn hơn cho các thành viên gia đình và người tị nạn. Kế hoạch mới dự kiến sẽ có một làn sóng nhập cư đến khoảng 465.000 người từ nước ngoài vào năm 2023 và tăng lên tới 500.000 người vào năm 2025. Bộ Di trú cũng cho biết 405.000 người thường chú nhân đã được nhận vào năm ngoái. Hầu hết những người mới đến sẽ là những người được gọi là nhập cư kinh tế, những người được kỳ vọng sẽ có thể lấp đầy một số trong một khoảng 1 triệu việc làm hiện đang trống ở các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế của chúng ta. Và ông Fraser nói, có một triệu việc làm có sẵn trong nền kinh tế Canada vào thời điểm mà nhập cư đã chiếm gần như là toàn bộ sự tăng trưởng lực lượng lao động của chúng ta. Và chúng ta không thể tối đa hóa tiềm năng kinh tế của mình nếu chúng ta không chấp nhận dân nhập cư. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh những thành phần dài hạn khi mà lực lượng lao động Canada tiếp tục già đi với ít lao động hơn, hỗ trợ không chỉ những người đã nghỉ hưu mà còn cả các dịch vụ quan trọng như là trường học và bệnh viện. Trong khi dòng người đổ vào có thể gây áp lực lớn đến về vấn đề nhà ở giá rẻ vốn đã khan hiếm ở thị trường của chúng ta thì ông Fraser cho rằng những người lao động mới thực sự có thể cho phép xây dựng nhiều nhà hơn bằng cách là giải quyết tình trạng thiếu nhân công. Ông nói thêm rằng kế hoạch mới cũng sẽ cố gắng bảo đảm những người nhập cư có thể dễ dàng chuyển đổi vào các cộng đồng địa phương bằng cách là hướng dẫn họ đến các khu vực đã có đủ năng lực cho những người mới đến, đồng thời gia tăng các dịch vụ hỗ trợ và định cư của liên bang. Trong khi hầu hết mức tăng trưởng nhập cư theo kế hoạch trong 3 năm tới sẽ có thể thúc đẩy nền kinh tế, thì kế hoạch mới cũng kêu gọi sự gia tăng nhỏ về số lượng thành viên gia đình sẽ được nhận vào Canada và nó cũng dự báo số lượng người tị nạn giảm tổng thể từ mức cao là 76.000 người vào năm 2023 xuống còn 73.000 người vào năm 2025 mà ông Fraser cho là do kế hoạch của chính phủ hoàn thành việc tái định cư cho 4.000 người tị nạn Afghanistan vào năm tới. Trong mỗi 2 năm, thì chúng ta đã tái định cư hơn 1 phần 3 tổng số người tị nạn được định cư trên toàn cầu và mỗi trong 3 năm thì chúng tôi cũng đã tái định cư nhiều người tị nạn hơn bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Phản ứng từ ngành công nghiệp Canada trái chiều hơn. Với Hội đồng Kinh doanh Canada cho rằng, kế hoạch của chính phủ không đi đủ xa trong việc giải quyết tình trạng thiếu lao động chưa từng có của đất nước chúng ta. Hội đồng Kinh doanh Canada hoàn nghênh kế hoạch của chính phủ liên bang nhằm tăng số lượng thường trú nhân mới định cư tại Canada trong 3 năm tới, Giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng kinh doanh Claudie Heider cho biết, nhưng mà với việc các nhà tuyển dụng trên khắp đất nước không thể lấp đầy gần một triệu cơ hội việc làm, các mục tiêu lớn hơn cho việc tuyển dụng thuộc tầng lớp kinh tế được yêu cầu để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và kỹ năng đang vẫn tiếp tục diễn ra. Và một nhà phê bình nhập cư bảo thủ Tom đã hoan nghênh kế hoạch tăng đáng kể số lượng người mới đến Canada nhưng mà đặt câu hỏi liệu chính phủ có thực sự có thể đạt được các mục tiêu của mình đưa ra hay không. Và ông cũng lưu ý quan chức trong bộ di trú có 2,6 triệu đơn đăng ký đang ở trên bàn của họ để chờ xử lý. Trong khi khoảng 1,6 triệu người yêu cầu tạm trú, khoảng 615.000 người từ những người muốn thường trú. Và ông Fraser bảo vệ các mục tiêu của chính phủ và nói rằng Ông tin tưởng các khoản đầu tư gần đây và được tuyển dụng trong bộ phận xử lý hồ sơ cùng với những thay đổi về cách thức xử lý đơn xin sẽ có thể giải quyết được vấn đề và bảo đảm rằng mọi người có thể đến Canada kịp thời sữa bơ phô mai có thể sẽ đắt hơn ở Canada trong năm tới nếu như đây là những sản phẩm mà chúng ta gọi là à, sử dụng hàng ngày và giá rẻ thì giờ đây sữa ở Canada dự kiến cũng sẽ tăng trở lại trong năm tới. Những thông tin vào đầu tuần của Ủy ban sữa Canada cho biết, họ đã chấp thuận việc tăng giá sữa tại các trang trại lên khoảng 2,2% và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Tập đoàn Kraft, cơ quan giám sát hệ thống quản lý nguồn cung cấp sữa của Canada cho biết, Mức tăng này là do chi phí sản xuất đã tăng cao và nó diễn ra sau khi mà Ủy ban phê duyệt hai đợt tăng giá vào năm 2022 với mức tăng là 2,5%, tức là khoảng 2 cent cho 1 lít và vào tháng 9 vừa rồi là tăng 8,4%, tương đương với 6 cent 1 lít vào tháng 2. Nhìn chung thì tổng mức tăng giá sữa trang trại trong 12 tháng sẽ lên tới khoảng 10 cent trên 1 lít, tương đương tức là mức tăng tới 13,1% thưa quý vị. Việc tăng dự kiến cho tháng 2 năm tới sẽ trở thành chính thức sau khi mà được chính quyền cấp tỉnh phê duyệt. Và việc tăng giá sẽ khiến cho tất cả các sản phẩm từ sữa bao gồm bơ, phô mai, kem và sữa chua cũng sẽ tăng giá, mặc dù một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn những sản phẩm khác. Matriul Kadriul là giám đốc kinh tế và chính sách của Ủy ban sữa đã nói nó áp dụng cho tất cả các sản phẩm nhưng mà không phải tất cả các sản phẩm sẽ bị tác động theo cùng một cách vì chúng sử dụng hỗn hợp chất béo và protein khác nhau trong công thức cuối cùng. 2,2% áp dụng cho sữa sẽ đi vào tất cả các sản phẩm sữa nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng đến các sản phẩm sữa theo cùng một cách khác nhau. Ông nói thêm, giá sữa tại các nông trại chỉ là một yếu tố ảnh hưởng đến giá sữa bán lẻ. Các yếu tố khác trong chuỗi cung ứng có thể sẽ ảnh hưởng đến giá thành phẩm cuối cùng của các sản phẩm sữa và ý kiến của ông ấy được đưa ra trong một cuộc họp báo trực tuyến để có thể thảo luận nhiều hơn về việc tăng giá sữa đã được phê duyệt, lần đầu tiên ủy ban đưa ra quyết định của mình theo dạng như vậy. Jennifer Hayes, chủ tịch của Ủy ban Sữa Canada cho biết, quyết định tổ chức một cuộc họp báo để đưa ra giải đáp các yêu cầu của công chúng về sự minh bạch cho vấn đề tăng giá sữa người canada nói chung và giới truyền thông đã yêu cầu cởi mở hơn đối với ủy ban sửa chúng tôi là ai chúng tôi làm gì quy trình của chúng tôi vai trò của chúng tôi trong hệ thống quản lý cung ứng là gì vì vậy điều này thực sự có thể đáp ứng yêu cầu đó và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi đang vươn lên để đáp ứng nhu cầu và thách thức cụ thể trong thời gian hiện nay dành cho tất cả người canada chuyển sang một số tin tức trên thế giới thưa quý vị khi mà nền kinh tế mỹ không vững vàng hơn mà chỉ đang phình to phân tích kỹ hơn về con số tăng trưởng gdp thực của mỹ thì chúng ta sẽ nhận thấy sự cải thiện đến từ xuất khẩu dầu và khí đốt trong khi nền kinh tế trong nước lại đang trì trệ đặc biệt là các số liệu còn trở nên tồi tệ hơn khi được phân tích trong bối cảnh kích thích tài khoá khổng lồ cùng với mức nợ công tăng cao con số tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hoa Kỳ trong quý 3 dường như báo hiệu sự tăng trưởng trở lại và sự cải thiện tăng đáng kể so với các con số vào những kỳ trước. Theo cục phân tích kinh tế, GDP thực sau khi điều chỉnh theo lạm phát tăng với tốc độ 2,6% hàng năm trong quý 3 năm 2022, trái ngược lại với mức giảm 0,6% trong quý 2. Tuy nhiên, thực tế nền kinh tế Hoa Kỳ là tình trạng trì trệ vẫn tiếp diễn. Nếu chúng ta nhìn vào các thành phần của GDP, một vài bất ngờ độc đáo có thể làm giảm sự lạc quan. Toàn bộ sự cải thiện đến từ sự phục hồi của thương mại rồng khi xuất khẩu tăng, chủ yếu là từ khí đốt tự nhiên và dầu, trong khi nhập khẩu thì sụt giảm. Và sự thúc đẩy khổng lồ từ khu vực bên ngoài có thể sẽ đảo ngược trong quý 4 vì thâm hụt thương mại danh nghĩa đã tăng lên 92 tỷ đô la vào tháng 9. Báo cáo trước cho thấy xuất khẩu đã giảm 1,5% trong khi nhập khẩu thì tăng 0,8%. Hơn nữa, nếu nền kinh tế Hoa Kỳ được cải thiện từ việc nhập khẩu giảm trong một quý mà nhu cầu trong nước thì lại bị đình trệ, điều đó rõ ràng chứng tỏ rằng nhu cầu tổng thể đang yếu hơn. Tổng đầu tư trong nước của khu vực tư nhân tiếp tục ở mức đáng thất vọng và đã góp phần làm âm tăng trưởng của GDP, tức là âm 1,59, trong khi chi tiêu của chính phủ lại tăng thêm 0,42%. Nếu không có sự thúc đẩy từ chi tiêu chính phủ và thương mại ròng thì GDP sẽ ghi nhận sự tăng trưởng âm, một yếu tố quan trọng khác trong con số tích cực mà chúng ta đã nhìn thấy ở trên báo chí, tiêu dùng đóng góp thêm 0,97 vào GDP. Trong khi tiêu dùng vẫn ổn định thì tốc độ đã chậm hơn và gần một nửa đóng góp trong quý 3 so với năm 2021. Do thu nhập cá nhân khả dụng thực tế, thu nhập cá nhân đã điều chỉnh theo thuế và lạm phát vẫn ở mức thấp. Nó tăng 1,7% trong quý 3 nhưng mà đã giảm 1,5% trong quý thứ hai. Thu nhập khả dụng thực tế của người dân giảm 3,9% so với một năm trước. Một trong những điều ngạc nhiên và là động lực lớn nhất của sự cải thiện là sự suy giảm của chỉ số giảm phát GDP ở mức 4,1%, thấp nhất kể từ quý 2 năm 2020 khi nó là 9,1% trong quý trước đó của năm 2022 và trung bình là 6% trong gần 7 quý chỉ số giảm phát GDP thấp hơn sẽ tạo ra một con số GDP thực cao hơn như quý vị đã thấy. Và trong khi tăng trưởng tiêu dùng vẫn khả quan, thì nó đã bị trung hòa bởi sự yếu kém trong đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào khu dân cư, sụt sụt giảm ở mức 26% hàng năm trong quý 3. Nếu như chúng ta muốn hiểu sức mạnh của nền kinh tế nội địa Hoa Kỳ, Cách tốt nhất là phân tích số liệu về doanh số bán hàng cuối cùng cho người mua tư nhân ở trong nước và con số này đã suy giảm 0,1% hàng năm trong quý 3, một con số kém hơn đáng kể so với mức tăng là 0,5% trong quý 2. Con số GDP quý 3 không chứng minh được khả năng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ như Tổng thống Biden nói hiện nay và nó cho thấy một nền kinh tế nội địa trì trệ được cứu vãn bởi một cuộc khủng hoảng năng lượng ở nước ngoài và nhu cầu hàng hóa nhập khẩu thấp hơn. Bản thân con số GDP này đã không tốt, nhưng nó thậm chí còn tồi tệ hơn khi mà được phân tích trong bối cảnh kích thích tài khóa khổng lồ. Vào tháng 9 năm 2022, nợ công của Hoa Kỳ là khoảng 30,9 nghìn tỷ đô la nhiều hơn khoảng 2,5 nghìn tỷ đô la so với một năm trước. Với mức thâm hụt là 1,37 nghìn tỷ đô la trong năm tài chính 2022, sự phục hồi của Hoa Kỳ tồi tệ một cách đáng kinh ngạc. Những người coi chi tiêu thâm hụt là một công cụ để tăng trưởng nên được cảnh báo về tác động yếu kém của chi tiêu chính phủ và sự gia tăng về nợ công. GDP quý 3 không phải là bằng chứng về sự thành công của các chính sách trọng cầu, mà đó là bằng chứng về kết quả tai hại của những kế hoạch kích thích. Xu hướng không thể ngăn cản về thâm hụt và nợ thì không kích thích bất kỳ một điều gì ngoại trừ quy mô của chính phủ và tính không bền vững của các tài khoản công. Không có nghi ngờ gì về việc nền kinh tế Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với Liên minh châu Âu hoặc là Nhật Bản, nhưng mà nền kinh tế này không mạnh mẽ hơn và nó đang phình to hơn bởi những khoản nợ khổng lồ. Và tiếp tục một câu chuyện khi mà đồng đô la mạnh mẽ làm dậy sóng các vụ thâu tóm và sát nhập toàn cầu. Xu hướng đồng đô la của Mỹ tương đối mạnh dự kiến sẽ tiếp tục và được thúc đẩy bởi quyết tâm chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang với việc thắt chặt về chính sách tiền tệ sức mạnh của đồng đô la đã làm đau đầu các tập đoàn đa quốc gia của hoa kỳ do doanh thu kiếm được ở các quốc gia khác có giá trị thấp hơn sau khi quy đổi thành đồng đô la và các công ty hoa kỳ phải báo cáo thu nhập bằng nội địa nhưng động lực này cũng đã tạo ra một cơ hội có một không hai giống như những du khách hoa kỳ đổ bộ vào châu âu đột nhiên được trang bị cho sức mua nhiều hơn và hiện nay các công ty ở ngoại quốc dường như là có giá trị rẻ hơn đối với các công ty ở Hoa Kỳ đang tìm cách thâu tóm. Đồng đô la đã tăng khoảng 20% tính từ thời điểm hiện tại so với đồng bảng Anh. Đô la tăng khoảng 16% so với đồng euro và mức tăng gần 30% của đồng đô la so với đồng yên nhật, thậm chí là còn rõ rệt hơn. Các tỷ giá này có nghĩa là bất kỳ hoạt động mua lại nào ở những thị trường đó đều đột nhiên giảm giá ồ ạt so với hồi đầu năm nếu mọi điều kiện khác không thay đổi. Các nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng hối đoái này sẽ tiếp tục và theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Hoa Kỳ, thì các nhà đầu tư đang đặt cược nhiều hơn vào đồng đô la của Hoa Kỳ để có thể tăng giá so với các loại tiền tệ như đồng yên, đồng euro và đồng đô của Canada. Điều đó đang diễn ra mặc dù là Federal đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, một điểm cơ bản bằng 0,01% tại mỗi cuộc họp trong 3 cuộc họp trước đây điều này chủ yếu là do các ngân hàng trung ương ở các quốc gia khác ban hành các mệnh lệnh có phần khác nhau ngân hàng trung ương nhật bản không nhúc nhích khi mà giữ lãi suất nhật bản dưới không trong khi cả ngân hàng anh và ngân hàng trung ương châu âu đều thắt chặt chính sách và mặc dù chậm hơn nhiều so với mức độ tăng của mỹ đồng đô la mỹ được thúc đẩy hơn nữa nhờ vào vị thế của nó như là một tài sản trú ẩn trong thời kỳ khó khăn này với các nhà đầu tư toàn cầu đã đổ vào các khoản tài sản của Hoa Kỳ do sự ổn định kinh tế tương đối ở Hoa Kỳ. Và điều này đã tạo ra sự khác biệt giữa các mức lãi suất toàn cầu sau hơn một thập kỷ cắt giảm lãi suất theo sát nhau. Và với mô hình thực tế này được thiết lập, không có gì ngạc nhiên khi mà các công ty Hoa Kỳ đang chuẩn bị chi tiêu. Ông le Jacobson, đồng giám đốc tín dụng ở châu Âu của Đại công ty cổ phần tư nhân Hoa Kỳ, là Ares Management công bố trong một sự kiện do Financial Times tổ chức ở London vào ngày 12 tháng 10 rằng mọi thứ ở Vương quốc Anh đều đang được giảm giá. Ông John Gray, chủ tịch kiêm giám đốc vận hành của Blackstone, cũng có đồng quan điểm về các tài sản của Vương quốc Anh trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Các giám đốc điều hành của các quỹ đầu tư tư nhân đã chú ý đến Vương quốc Anh vì tình hình hỗn loạn gần đây của quốc gia này và việc các giảm thuế gây tranh cãi và từ chức của thủ tướng Liz Truss trong tâm lý tương tự cũng đã áp dụng rộng rãi cho châu Âu và châu Á. Các quỹ đầu cơ đang đặt cược vào một làn sóng hoạt động sáp nhập khi mà các tập đoàn Hoa Kỳ và quỹ đầu tư tư nhân chuẩn bị mua bán ở ngoại quốc. Một báo cáo gần đây của Financial Times viết rằng Cách gọi là các quỹ phòng hộ nhắm tới đầu cơ sáp nhập hoặc là đầu tư theo sự kiện đang chuẩn bị đặt cược nhiều hơn vào việc hoàn tất các giao dịch. Và các quỹ này có xu hướng đặt cược vào các công ty sau khi mà thương vụ thâu tóm hoặc là sáp nhập được công bố cũng như giữ một vị thế đầu tư dựa trên việc liệu các thương vụ này cuối cùng có hoàn tất hay không. Xem xét các rủi ro về quy định, quản trị và giá thầu cạnh tranh cụ thể. Họ cũng có thể đặt cược vào các công ty mà họ suy đoán sẽ là các ứng viên để có thể tiếp quản. Và các nhà quản lý quỹ phòng hộ như là RQR, Millennium Management hay là Chinese Capital hoặc là Basney Asset Management của Hoa Kỳ đều điều hành các quỹ đầu tư theo sự kiện. Ngoài ra còn có các quỹ tương hỗ chuyên về các chiến lược hợp nhất và dựa trên sự kiện như là BlockRock, Event Driving Equity và các công ty này cũng đang có xu hướng biến động và hiệu quả hoạt động phụ thuộc vào năng lực cũng như bí quyết của các nhà quản lý danh mục đầu tư. Tờ Financial Times cho biết thêm, trong 9 tháng của năm 2022, thì các quỹ đầu cơ sắp nhập này đã tăng trung bình 0,7%, một con số nhỏ trong các giai đoạn trung bình nhưng mà tốt hơn đáng kể so với hiệu suất tiêu cực trong những năm gần đây mà chúng ta đã thấy và không thể không nhắc đến thương vụ M&A rất công khai và kéo dài trong năm nay là nỗ lực tiếp quản Twitter của tỷ phú Elon Musk. Thỏa thuận của Elon Musk với Twitter là một quá trình đặc biệt gặp kên, kéo giá cổ phiếu của Twitter lên xuống trong vài tháng qua và cuối cùng chứng minh là một giao dịch có lợi nhuận cho các nhà đầu tư có nhận định đúng đắn. Trong thời điểm có sự bất ổn vĩ mô thì các nhà đầu tư có thể sáng suốt khi xem xét các sự kiện vi mô cụ thể. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, điều này đối với các nhà kinh tế chuyên nghiệp thì họ có thể nhìn ra nhưng mà đối với những người mà gọi là người bình thường á thì để mà gọi đầu tư vào trong cái thời điểm này thì hết sức là rủi ro cho nên quý vị cũng hết sức cẩn thận với rất nhiều cảnh báo vào cổ phiếu của Hoa Kỳ hiện nay. <laughs> và thưa quý vị đó là những thông tin chính mà bản tin người việt mang đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay và hy vọng rằng đây là những thông tin hữu ích và được quý vị yêu thích một lần nữa chúc quý vị một ngày thật an lành